Hello anh nè. Rồi hôm qua thi xong rồi bữa nay có cảm xúc như thế nào không? Bình thường à, em thấy bình thường à, mà em thấy vui nữa. Rồi, em vui là vui em, do là em như thế nào, em học được cái gì hay là em để trải nghiệm ra được cái đi, gì? Do đó là em học hỏi được rất nhiều thứ, tại vì hồi trước giờ là em bị khớp giữa đám đông, nói chung ra đi tham gia những cuộc thi, những sân chơi á là chủ yếu là muốn học hỏi giao lưu và chuyện mà thêm được cái năng lượng cho bản thân của mình thôi, tại vì trong người của mình, cái máu của mình nó đã là gọi là đam mê gì là nghề đồ mẫu rồi, mình là hoạt động ở giữa cộng đồng, còn về là showbiz Việt là chưa bao giờ dính dáng tới, nhưng ngày hôm qua đã đặt chân tới ngay trang cổng đó là đã nói với lòng rồi là phải cố gắng lên, không có hồi hộp nữa, mà hả ngồi tới lúc gần cái số của mình rồi. Cô ba xong rồi tới bé Khoa, rồi bắt đầu tới lượt em, rồi đúng tới Mai Thi đó. Có luôn không? Cái cảm là giác mà quay lại một cái môi trường giống như là con cá về nước, nhưng mà tự nhiên tới cái lúc mà sướng tên có luôn không? Đúng rồi, nó rung dữ lắm, nó hồi hộp á. Cứ suy nghĩ hoài lên trên đó, sợ nhất là có thằng ứng xử bị khớp giữa đám đông. Tại vì từ trước giờ nói về điểm mạnh của em á là chỉ có là cái quốc thôi, chứ mà còn về điểm yếu em á chính là phần ứng xử. Em sợ lắm, em sợ hỏi cái gì đó rồi bắt đầu cái mắt không kịp em ca. Ví dụ như giờ anh đặt câu hỏi em nói chuyện vui vẻ được, còn trên đó là một chương trình nó sẽ khác. Nó không giống như kiểu giống như mình làm trên một cái YouTube để là vui vẻ mà để cho mọi người khác câu anh đâm ra chuối với mình, nó sẽ khác không? Lên như đó quăng miếng không nhả miếng được, gọi là cô quá. Thì nếu mà tự đánh giá, bây giờ đánh giá cái quốc em bao nhiêu điểm? Cái quốc của em à? Có quốc của em đánh giá hôm qua là có quốc đó là điểm đúng cao luôn đó anh. Nói chung là em hơi bị khớp cái phần mà ứng xử thôi. Nếu có quốc của em hôm qua được đánh giá là tầm 9 điểm luôn á. Không? Bây giờ chưa có kết quả, nhưng mà nói chung là em vẫn mong hy vọng em được một cái kết quả nó tốt một chút xíu. Dạ đúng rồi, nó tại vì anh thấy là em kết quốc là anh cũng có đi quay, thấy là anh cứ đi coi không dám quay, nhưng mà đi coi không dám quay. Nhưng mà quay là lên đường đó, quay là lên đường đó nghe. Mà nói chung là thấy là cái một cái quốc của em thì chắc chắn là sẽ được đánh giá rất là cao trong số tất cả các chị em thi luôn á. Cho trong chương trình đó là chương trình, còn cái lúc mà từ lúc mà em tập cái quốc ở ngoài cho tất cả các bạn thí sinh còn lại á, là lúc đó là chương trình còn đem cả máy quay ra, cái lúc đó là giờ giải lao rồi, là tầm khoảng 3 giờ mấy á, là lúc đó là chương trình đem máy quay ra ngay chân chỗ sân thượng đó, là quay thẳng ống kính vào em, mà lúc mà em tập cái quốc đó. Em chỉ cho tất cả mọi người, để có quốc em cũng phải gọi là chuyên nghiệp, nhưng mà lâu lâu thể hiện lại thì thấy nó khác, cái cá tính hơn. Tại mặc đồ cá tính nó dễ có quốc hơn so với những cái bộ đà đồ, những cái đầm mà ôm body, đúng không? Cá tính thì chỉ đi quẩy hai tay, với lại như em nhờ được cái thằng đó là cái tà của em, đúng không? Em sử dụng cái tà của em. Em nhớ là cái quốc của em hôm qua là trời ơi, em gan dữ lắm, gan luôn. Tháng đầu 2018 có tham gia một chương trình, đó là Miss Alo Boy, là năm nay tổ chức lại là Miss Beauty Win đó, là em có tham gia trước đó. Cái phần khúc gối em đi lên hả, em đi nè, đội cái máng đi vậy đó, là bắt đầu về trả lời câu hỏi cũng không trả được, là trả lời được luôn, lên mà đứng cứ cầm micro khóc thôi, đúng không? Lên là cầm micro khóc thôi. Qua 2 năm bắt đầu em mới suy nghĩ lại, rồi bắt đầu tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn, bắt đầu mới dạng sân khấu đó. Là bắt đầu cất quốc thì là không ai chỉ dạy em tập ở nhà nè, sau 2 ngày bắt đầu đi quay chương trình của bên đại sứ Hoàng Mỹ á, là bắt đầu em tập ở nhà, em mua đôi đuốc đó là 1,5 tấc, tập ở tại đây luôn, tại quán luôn, đi ra đi vô cũng mở nhạc đi ra đi vô mà tập, cứ chiều nào cũng phải tập, mà tập 2 ngày như vậy buông ra là nó sổ đùi, lâu quá không đi nó bị cứng nữa, đổ đùi luôn, cũng phải gán đi. Tính là hôm bữa là có quốc không được đâu, mà ai ngờ lên có quốc quá trời đại. Em đã gặp Hương Giang ngoài đời nhiều lần chưa? Ai má, em gặp nhiều lần lắm rồi, không phải một lần đâu. Em gặp cái bữa chị, nay là em gặp chị á, là lúc đó là chị mới vừa thi bên quốc tế về, là chị còn mập mạp lắm. Ôi, còn nói chung là chị mập mạp lắm, hiện tại là nhìn chị, hôm qua em nhìn lại em nói, em còn nói chị Vũ Đức Vương, nói nè, sao cấp này nhìn bả hóc hóc quá vậy, chứ nhìn bả xanh quá trời ốm ra, nhìn thấy gõ luôn. Cho nên em không có gì mà để dạng giống như là để nói tiếc gì cuộc thi nữa, rồi đó với em hôm qua
em đã rất thỏa mãn rồi. Tại vì em lên đó chủ yếu là em học hỏi, em trao dồi kinh nghiệm cho bản năng của em về là đam mê của em thôi, em thỏa mãn. Em không có tiếc nói gì hết, dù có kết quả ra như thế nào em cũng không có buồn hoặc là thất vọng đâu, cứ yên tâm. Nói chung là bây giờ Trang Thi cho dù kết quả như thế nào cũng là vẫn vui vẻ. Đúng rồi, vẫn vui vẻ, vẫn vui chứ vẻ. Không có buồn, thật sự ra là không có buồn, không có nói tiếc. Bởi vì mình đi tham gia là mình muốn học hỏi, muốn gặp những anh chị và kết bạn nhiều hơn để mấy đòn, nếu mà thôi. Bây giờ Trang Thi mà không có giải em có buồn không mấy đòn? Nói chung là đến cuộc thi thì em nghĩ là Trang Thi nó cũng hiểu được nó đang làm cái gì. Và nó thỏa sức với niềm đam mê. Tại vì má là có tố chất một người mẫu chuyên nghiệp. Nên em cũng rất mong kỳ này không đoạt giải thì kỳ sau mình đoạt giải thôi. Tại vì cái gương mặt của bà là thật, theo cái cách nhìn nhận của em là gương mặt của bà là gương mặt model như anh. Bà chỉ cần đầu tư thêm một xíu thôi là em nghĩ là bà có triển vọng về sao nha. Nói chung mình đến với cái cuộc thi đó, mình thỏa sức cái niềm đam mê. Mình làm cái gì mình thích là mình cảm thấy vui, hạnh phúc rồi. Còn cái thắng gì mà thắng cuộc hay là vô vòng trong hay là không quan trọng. Rồi nói những cái bộ đồ 180 triệu của em qua cũng đi, có cái khăn rằng đó. À, cái bộ đồ đó. Nói chung cái bộ đồ đó là em cái giải đó là cái quần không có hơn. Cái quần đó là 98 triệu. Em mua từ vải là em nhập từ bên Pháp về. Nhập bên Pháp về thì cái ông mà nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp á, quên tên rồi. Thì ổng mới gọi điện cho em. Thì ông biết em giàu có tiền á, ổng gọi điện cho em nói là thiết kế cho nó đi thì có thể là lừa giọt vô vòng đó. Nhưng mà em chuyển tiền trọng luôn làm cái đó, còn cái áo là 9 mấy triệu, đó là 180 mấy triệu. Cảm ơn chị Đoan đi. Nói chung kệ đi, hiểu không? Giờ mình đã đầu tư được con em mình gì thì đầu tư, hiểu không? Để cho nó thỏa sức cho nó. Thì năm nay không đọt thì đáng năm sau đọt giải nha bà. Năm nay đọt giải. Nhưng mà nếu thôi chi cũng chi quan trọng, tại vì em quá giàu rồi. Tôi nghĩ đi, em đầu tư cái quán này tiền tỷ mà giờ không lẽ giờ em kêu nó chia cho em vài chục triệu đó làm được gì? Sau này mốt mà lỡ như mày có đọc giải lên thì làm ơn cái câu chào tất cả mọi người và chào ban giám khảo thì hẳn giới thiệu giống tâm bữa cho khỏi cái quán này luôn, đúng không? Lúc đầu á, lúc đầu á là vậy nè, ở dưới nếu mà được casting á là suy nghĩ trước rồi, đúng không? Em giới thiệu về bản năng của em và giới thiệu xong rồi, giới thiệu về bản năng của em rồi xong rồi bắt đầu giới thiệu về nghề nghiệp là hiện tại em có một cái quán gỏi nho nhỏ tại địa chỉ có nghĩa là 307 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4 đó. Rồi xong bắt đầu mục tiêu em đến đây là gì, đặt ra hết rồi xong kết cục lại bắt đầu dễ giờ quá. Cái giờ chương trình đó ai cũng đuối, thật sự ra từ những anh chị mà đầu không, hình như là em là cái người mà vào cái top gọi là cuối cùng của cái cuộc thi đó luôn, không em là em người đợi từ sáng sớm cho tới chiều tới gần hết, rất là mệt. Đuối quá, đuối luôn, thật sự ai cũng đuối hết. Từ sáng, từ 8 giờ sáng cho đến 7-8 giờ tối, hôm qua giờ tới nhà là gần 7 giờ. Rồi trưa em có ăn gì không? Em ăn gì? Anh Thuận á thì bây giờ đi mua, con bé Duyên á thì đi mua cà phê sữa lại cho mọi người. Và em với bà Thu Phương đó, anh Thuận á thì mua bánh mì, ở bánh mì trong cái bịch vậy đó. Đó, mua lại đông năm cái bịch vậy đó, em và Thu Phương chia nhau, và mọi người chia nhau ăn đó. Có ăn gì nữa đâu, rồi là giữa luôn tới chiều. Còn sáng ở nhà mới cúp xong là em đưa mỗi người hộp sữa. Em hộp, Duyên hộp, Mai Thiên hộp, anh Thuận hộp đó. Là mỗi người hộp sữa em. Rồi trong cuộc thi đó em có ấn tượng thí sinh nào nhất không? Em ấn tượng hả? Vũ Thư Phương hả? Chị Vũ Thư Phương là quá quen rồi à. Không biết tập mấy của chương trình người ấy là ai mà là Nguyễn Vũ Hà An. Chị đó đó em ấn tượng nhất là chị nói chuyện nhẹ nhàng, giả lại á chị rất thoải mái. Em nghĩ chắc chị đẹp, chắc có nghĩa là chị dạng giống như là hơi dạng giống như là hơi chị chảnh đúng không, nhưng mà thật sự không phải. Đến khi mà chị bay từ ngoài phòng vào thì đó, lúc mà tụi em tập cốt quốc thì chị ra chị nói em đi trước đi, rồi xong rồi để chị thấy chị đập theo đó, thì em nói thôi chị đập trước đi rồi để em đi đó. Rồi xong chị em cũng đứng nói chuyện, em nói ủa chị bay từ ngoài Hà Nội vô. Tại lúc đầu ghi hình đó là em tính là chị bay từ ngoài Hà Nội, ai ngờ đâu lúc tới lúc mà chị em đứng nói chuyện với nhau ở ngoài sân thượng á là chị mới nói là chị bay từ Hải Phòng vô. Chị em cũng có kết bạn Facebook đó, cũng vậy giống như là không có nói chuyện nhiều. Đến hôm nay hỏi kết quả cuộc thi của chị ra sao mà mình quên cái tiêu chí của cuộc thi năm nay, có nghĩa là chương trình năm nay đó là nó thực tế, nó thực tế.
nó không có cho bất kỳ cả thí sinh cũng không có điều dùng được cả điện thoại hoặc up lên trên Facebook hay lại gì, nếu mà thí sinh làm trái với cái luật đó là bị loại luôn. Cho nên tối hôm qua có vô comment cái Facebook, cái anh hôm nay chỉ trả lời là chỉ nói nè, thì em gán đợi đi, em gán đợi kết quả đi rồi em sẽ biết cái chị trả lời cũng được. Nói chung là bây giờ không có dám thí sinh nào tiết lộ ra hết. Đúng tại rồi. Vì vẫn để cái format chương trình như vậy. Đúng rồi, cái đó là chương trình nó ép buộc nó là như vậy, nó thuộc về là bản quyền của nó rồi, hình như là bên Gap Việt, bên Gap Việt đã mua bản quyền, rất bản quyền luôn. Em thì nói chung ra là em chỉ khớp mỗi về phần ứng xử thôi, còn tất cả mọi thứ thì nếu mà em mà đã chấp nhận đi thi thì em phải đầu tư, em đầu tư cho bản thân em. Tại vì ngày thường á mình đã ăn gì rồi thì đến lúc mình đã xuất hiện á thì mình phải khác. Ngày thường nó ăn gì rồi đúng không? Trời ơi cực khổ lắm má ơi. Tối về hết là nó ôm vô đóng chén nó tối về hả? Về tới nhà em nói với anh là em nằm bè em ngủ luôn. Về hả anh hai mua gà đem lên cho ăn. Rồi ăn hả ăn được miếng cơm mà cơm nguội hôm qua nó đói quá trời rồi. Là vô hai kêu ra ngồi chơi rồi xong thôi nó tan trường đi Vô nằm trong phòng á là nằm bè ngủ luôn. Bé Don dọn xong rồi. Rồi bắt đầu ra rửa chén. Không, nói chung là anh thấy em phù hợp với cái tiêu chí cuộc thi, nếu như mà thực tế á là em vẫn giữ được cái tinh thần, anh nghĩ là em sẽ giữ được tới cuối cuộc thi, thì cái đó là cái quan trọng nhất. Nếu mà chương trình thực tế thì hy vọng nếu mà em được vô á, là hy vọng hoặc là năm nay em sao không biết, nhưng mà không biết kết quả thế nào, nhưng mà nếu mà được vô là mọi người cũng hy vọng một cái kết quả rất là tốt. Em qua nay là nói chung ra thì em cũng nói như từ lúc đầu rồi đó, em ít có khi nào em đọc những tâm mạnh lắm, nhưng qua nay em muốn để thử sức của mình á, để cho mọi anh Thuận đăng cái clip hôm qua em đi tham gia chương trình lên, có một cái đường băng của Phú Quốc nữa, đến khi chương trình nó đã được phát sóng lên á, cái lúc mà đi cỡ trên đường băng đó lúc đó mới đỉ đó. Anh nhớ đó. Lúc đó là kéo hết thí sinh lên là bao nhiêu con người gặp mắt giờ với em. Em có đúng không? Lúc đó mới hách đó, ta nói hả là lúc đó trời ơi rút sát lượng, hả tấn công lên tới chị Hương Giang ngồi luôn, quăng cái tà. Tấn công lên kia tới chị Hương Giang ngồi luôn, quăng cái tà. Rồi ta nói hả, bữa rồi quá trời. Làm sắc xảo luôn, hôm qua là làm lồng lộ luôn. Rồi, hôm nay em được rồi. Chúc cho em thành công tiếp tục nha, trên cái gì trong cuộc sống với con đường em đã chọn. Nếu mà thua cái này lại chơi khác. 2020 sẽ trở lại nha. Quên 2020, 2022 bắt đầu tiếp tục lại nha. Rồi nếu mà vô là thì là sẽ tiếp tục là chiến đấu đúng không? Đúng rồi, tiếp tục chiến đấu hết mình luôn. Bởi vì đó là đam mê của mình, nhưng mà chưa biết bao giờ mình sẽ bùng cháy, đúng không? Hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Còn những fashion show sắp tới là Trang phải đều đi tham gia. Cách tin hết. Rồi, bye bye. Bye.